tiếng lại nó không được hay, thì cái câu lạc bộ này mục đích đó là mình tăng cường giao lưu để anh em hiểu nhau hơn, giúp cho học viên cũng như anh em cán bộ thì giống như là mình có một số thái độ là mình dứt khoát hơn, giống như là mình làm việc còn chậm thì mình nhanh hơn, thái độ chưa dứt khoát thì dứt khoát, còn nào mình chưa giống như mình chưa thành thạo thì thành thạo hơn. Câu lạc bộ này được thành lập thì khoảng 15 học viên, thì đa số là điều dưỡng thì học viên với anh em là bảo vệ. Làm bây giờ thì cũng lúc bắt đầu vô thì cũng có bệnh nhân cả nói thì mình cũng nắm tính, mình cũng có nói lại, nhưng sau đó học cái tính được dần dần là hả, bệnh nhân người ta bệnh mà có nói gì kệ, mình cũng kiềm chế, mình im lặng cho ta qua chuyện, chỉ học được cái này để mình học cách nhìn chịu đựng, chứ không có được tận dụng cái thế mạnh của mình gì để áp dụng vô cái công việc của mình hết. Nhớ vé xuống là phải nghiêng mặt luôn.